đưa tin sai sự thật về Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, công ty cổ phần công nghệ EPI và ứng dụng đọc báo báo mới trên thiết bị di động đã bị Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội xử phạt. Ngày 7 tháng 7, theo thông tin từ Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với công ty cổ phần công nghệ EPI vì đưa tin sai về Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Công ty EPI đã đưa thông tin sai sự thật tại bài viết Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận tội nâng khống máy xét nghiệm COVID-19, nộp lại tiền chênh lệch đăng trên ứng dụng đọc báo báo mới. Thông tin này gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời vi phạm quy định về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Vì vậy, Sở Thông tin Truyền thông đã quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với công ty EPI. EPI là công ty mẹ của báo mới, có đăng ký địa chỉ tại tầng 7 tòa nhà báo Sinh viên Việt Nam, D29 Phạm Văn Bạch Quy. Cầu Giấy, Hà Nội, người chịu trách nhiệm trước pháp luật là ông Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty. Đồng thời, sở này cũng áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính là ứng dụng đọc báo có tên báo mới dùng trên thiết bị di động và yêu cầu công ty gỡ bỏ thông tin vi phạm.